Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu món chay, đó là bò kho chay. Bò chay mình nấu là có nấm, cà rốt, su, sả, đậu hũ mình đã chiên, nước cốt dừa, và nước cốt và nước dừa. Cái này mình không có dừa tươi, mình mua dừa ở siêu thị họ bán. Mình sẽ ướp vị bò kho này đã bán sẵn rồi. Vị này khoảng 200, không phải 25 g. Mình có sả, hành tím, tỏi và ba rây. Trong đồ nêm mình có là muối nè, đường, đường phèn, lại bột nêm, tiêu. Trước hết mình sẽ nấu cái này thì mình sẽ ướp gia vị này, ướp mấy cái rau củ này. Mấy cái nấm này thường thường mình nấu không bao giờ nó thấm, nên mình có cái cách này. Mình muốn cho nó thấm á thì mình lấy cái tăm á, mình xăm vô đi, xăm vô cái xung quanh cái nấm này nè, rồi sau đó mình ướp gia vị hay mình nấu thì nó thấm vô trong cái nấm á, mình ăn thấy nó ngon hơn. Bây giờ mình nấu không á, nó không thấm đâu. Đó, mình làm mọi người làm thử coi thử ngon không là biết liền. À, mình cứ xăm xung quanh cái nấm đi, tại nấm này mình nấu nó không bao giờ thấm cả, trừ khi mình nấu mình sắc nó ra thì nó mới thấm. Bây giờ mình băm hết xăm xăm ra có lỗ rồi mình sẽ ướp gia vị vô. Đó, mình có sả đây, mình sử dụng là ba cây sả, lại sả mình đã băm rồi mình sẽ tao sau. Bây giờ mình sẽ bỏ rau củ mình ướp cái gia vị này. Gia vị bò kho có sẵn rồi, mình mua cái này ở Việt Nam mua đem qua, cho bên này cũng có bán mà khác. Mình sẽ đổ gia vị này vô trong đây, trộn lên cho nó đều. Mình đã trộn xong gia vị này, thấy gia vị này thơm lắm, màu đẹp á. Bây giờ mình đợi đây khoảng nửa tiếng rồi mình sẽ nấu cho nó thấm. Trong thời gian mình đợi nửa tiếng thì mình sẽ đi tao những cái hành tỏi này. Bây giờ dầu đã nóng, giờ mình bỏ hành tím vô trước mình tao. Mình bỏ ba ra vô luôn. Tỏi và sả mình bỏ vô. Chờ tao cho nó vàng. Mình bỏ ba cây sả này vô, mình tao chung với lại hành tỏi rồi luôn cho nó thấm. Lúc này mình bỏ xong nhưng bây giờ nó không thơm, nó ra nó hòa tan với lại cái đồ tao này thấy nó thơm hơn. Tỏi hành đã vàng rồi, bây giờ mình đổ cái đồ mình đồ gia vị mình đã ướp này sẵn, giờ đổ vô luôn. Mình tao khi mình muốn tao cái này mình dặn lửa nó lớn lên. Mùi gia vị này thơm quá trời luôn, mình đứng gần thơm lắm. Mùi cái gia vị này là hiệu Anh Hai nha. Bên này thì có án như không thấy bán loại khác. Này ở Việt Nam mình đem qua. Giờ mình tao đã thấm rồi, mình đổ nước nước dừa vô. Mình có sử dụng là 1 lít nước dừa này, tại nước dừa bên này không có nước dừa tươi nên mình phải mua dừa trong siêu thị. Giờ mình đổ vô đây ha, bây giờ mình nấu cho nó sôi lên, sau đó mình sẽ đổ nước lạnh vô thêm, cho 1 lít nước dừa này không có đủ đâu, nó ít rồi nó sẽ sắc lại.
mình vớt bột rồi sau đó mình sẽ cho gia vị thêm, mình nói mình đem lại nữa. Bây giờ mình để cho mình hầm cho nó chín những cái rau củ quả này. Bây giờ mình vớt tí bột ra, nước vớt bột ra cho nó đỡ, rồi xong mình đổ nước lạnh vô, đổ nước lạnh cho thêm. Dành dặn lửa sôi xong mình vớt bột một lần nữa rồi mình sẽ nêm thêm. Là bột kho mình đã gần chín rồi, mềm rồi, mình cho đậu hũ vô luôn. Bột kho mình này mình bỏ sả nhiều á, thơm. Bột kho phải còn sả nhiều mới thơm, mới nó ngon ngon. Mình cho muối đường bột ngọt vô. Bây giờ mình nêm muối, đường và đường phèn cho nó ngọt thanh, và bột nêm. Dạ, mình trộn nó lên. À, rau củ quả mình nấu đừng cho mềm lắm, nếu mềm lắm nó mất ngon đi, mình múc ra mình ăn nó mềm trong cái miệng mình nó bị nát đi. Nấu vừa chín tới. Bây giờ mình để cho gia vị nó tan, mình sẽ nêm. Mình sẽ bỏ tiêu vô nữa. Mình bỏ một ít hành tây vô nữa, một củ hành tây nhỏ để cho nó tạo cái hương vị thơm và ngọt nước. Giờ mình vớt tí bột ra. Sau đó mình sẽ đánh bột cho nó đặc lại và chúng ta chỉ dùng nữa thôi. Đây mình có cho gần 2 muỗng mực năng để mình quậy vô đây. Bây giờ mình nêm lại thử coi thử nó vừa ăn chưa. Bây giờ nồi bột kho mình đã vừa ăn rồi thì bây giờ mình sẽ đánh bột cho nó sệt lại. Trước khi mình đánh mình dặn vừa lửa tớ nhỏ lại thôi, vừa vừa thôi, mình đánh cho nó sệt lại thôi. Mình đừng đánh đặc lắm, tại mình ăn bò kho, mình ăn bánh mì nè, ăn bún bò kho hay là hủ tiếu bò kho cũng được, mình nấu cho nó vừa ăn thôi, đừng có đặc đặc lắm nó mất ngon đi đó. Nhưng mình đây là ngon rồi nè. Cái bò kho mình đây là ok rồi. Mọi người thấy không, nước vừa thôi, đừng lỏng và không đặc đó, tùy theo cái tay của mình đánh, theo cái mình nhìn. Mình đánh bột kho xong là mình tắt lửa liền rồi sau đó mình sẽ dùng, chứ đừng có nấu thêm nữa. Đây bò kho mình đã nấu xong, bây giờ mình sẽ thử coi miếng cà rốt này rất là mềm, vừa mềm ăn dạ. Rất là ngon. Nấm gì nấm cũng thấm, nấm nãy mình cắt cắt nó ra đây chọt chọt cho nó thấm vô, trong nấm nó rất là ngon. Mình ăn bánh mì hay là ăn hủ tiếu bò kho cũng được, tất cả đồ món chay rất là ngon. Bò kho nấu rất đơn giản, mọi người ai có thể nấu được tại nhà. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hậu bò kho chay. Xin mọi người nhớ đăng ký kênh và để hẹn gặp video mới tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hậu. Xin chào mọi người.